người sói cao 2 mét xuất hiện ở Anh. Trong vài tháng qua, thành phố Hell, vùng Yorkshire của Anh đã ghi nhận nhiều báo cáo về sinh vật lạ giống người sói khiến dư luận xôn xao. Thậm chí, nhiều người còn mở cuộc săn lùng sinh vật này. Các nhân chứng đã nhìn thấy một sinh vật lông lá cao lớn ở khu vực kênh đảo nhân tạo Palmerston Green gần thị trấn Beverley, Hell, Anh Quốc. Họ đều tin đó là quái thú Old Stinker được nhắc đến trong huyền thoại của vùng Yorkshire. Một người phụ nữ từng nhìn thấy vật này hồi tháng 12 năm 2015 cho biết nó đứng thẳng một lúc rồi chạy bằng bốn chân như một con chó. Tôi đã chết khiếp vì cảnh đó. Nó còn thực hiện cú nhảy xa 9 mét để vượt qua bờ bên kia của con kênh và biến mất sau bờ kè. Một cặp vợ chồng khác cũng kể rằng họ đã nhìn thấy con vật cao lớn đang ăn thịt một con chó cạnh kênh đào. Nó nhảy qua hàng rào cao khoảng 2 mét rưỡi, miệng vẫn còn ngậm con mồi. Một phụ nữ khác trong khi đang dắt chó đi dạo đã nhìn thấy một thứ gì đó, nửa người nửa thú. Con chó của cô đã run rẩy sợ hãi, không dám đi tiếp. Nhiều cư dân địa phương tin rằng con quái thú đang ẩn náu đâu đó quanh bờ kênh Palmerston Green. Họ còn mở cuộc săn lùng tìm kiếm, chụp ảnh bằng được con vật này trong ngày trăng tròn tháng tới để chứng minh người sói là có thật. Steve Wilson, một quan chức hội đồng địa phương cho biết, ông đang giữ một cuốn sổ nhật ký ghi lại những lần người dân nhìn thấy ma sói và báo cáo với địa phương. Mike Covell, chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên cho biết, ông không tin vào những câu chuyện trên, nhưng càng ngày càng có nhiều người tới gặp ông và kể về người sói. Không ai biết thực sự phải làm gì. Thật khó cho bạn để đến đồn cảnh sát và báo rằng đã nhìn thấy người sói, Covell nói. Trong khi đó, nhà văn kiêm luật sư Charles Tristan cho rằng đó có thể là những con sói hoang dã. Ông lý giải rằng vùng Yorkshire gần như là nơi cuối cùng ở nước Anh còn tồn tại sói hoang dã. Các khu công nghiệp cũ là địa điểm lý tưởng cho động vật ăn thịt, hoạt động và lẩn trốn. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, quái thú Old Stinker gắn liền với truyền thuyết nổi tiếng ở vùng này. Nó thường đi lang thang khắp vùng đất hoang vu ở Yorkshire, phía bắc Palmerston Green. Truyền thuyết cho rằng nó ẩn nấp ở vùng đất tam giác Newton, một nơi đầy bí ẩn với đầy rẫy những câu chuyện về hồn ma Old Stinker lưu truyền hàng thế kỷ qua. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.